Hello cả nhà. Hôm nay My xin chia sẻ với cả nhà một món cà ri vịt. Ở đây My có một con vịt 4 pound là khoảng 2 kg cả nhà. My đã rửa sạch và My đã chặt ra từng miếng như thế này rồi. Và đây là khoai tây với cà rốt với là sả. Để một lát nữa mình bỏ vào nấu chung với là vịt nha cả nhà. Còn đây là hành tây, hành tím, tỏi, ớt với là chanh. Và ở đây My có một rổ rau xà lách với là rau quế để một lát nữa mình ăn kèm. Và một ít hành và ớt chẻ. Còn đây là My có 2 lít nước lọc, 1 lon nước cốt dừa 400ml và 1 bình nước dừa tươi 1 lít. Và gia vị đi kèm để ướp thịt ngày hôm nay thì My có muối, đường, bột nêm, dầu cà ri, tỏi, hành tím và một ít lá cà ri. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp thịt nha cả nhà. Tại vì nếu như mà mình muốn cho vịt mình nó ngấm gia vị thì mình nên ướp trước. Và cái muỗng này 1 teaspoon là 5ml, là nó tương đương với một cái muỗng cà phê á cả nhà. Và cái muỗng lớn hơn là 1 tablespoon là 15ml, thì nó cũng tương đương với là một cái muỗng canh mình ăn phở nha cả nhà. Mì nghĩ nó cũng được xem. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 1 tablespoon muối. Hai tablespoon đường, hai tablespoon bột nêm, và 4 tablespoon dầu cà ri, là giống như là cái base cà ri. Thể dùng bao tay hoặc là mình có thể dùng cái đồ gấp như thế này để mình ướp cho nó đều cái gia vị. Sau khi mình đã cho gia vị ra vào để mà mình ướp cái lỗ vịt của mình thì mình sẽ để đây trong vòng khoảng tầm 30 phút hoặc là 1 tiếng, tùy theo nhà mình có thời gian hay không nha cả nhà. Hoặc là mình muốn ướp lâu hơn thì mình sẽ dành cái thời gian nó cho nó thấm nhiều hơn ha. Và đây là cái tô thịt vịt của mình sau khi mình đã cho tất cả các loại gia vị thì mình để ở đây. Và mình chuẩn bị cái phần rau củ để mình nấu kèm. Và bây giờ mình sẽ cắt khoai với là cà rốt mình cho vào cái tô nước muối này mình ngâm một chút nha cả nhà.
bây giờ mình sẽ cắt khoai tây với là cà rốt ra, mình ngâm vào cái tô nước muối của mình nha cả nhà. Vịt này á thì mình sẽ nấu với các cái loại khoai mà mình thích nha cả nhà. Nếu như mà cả nhà mình thích ăn những cái loại khoai củ khác thì mình cũng có thể bỏ vào những cái loại đó. Còn riêng My thì My thích khoai tây nên là My bỏ khoai tây cà rốt. Sau khi mình cắt xong cái phần khoai tây cà rốt thì mình sẽ để ở đây và mình sẽ cắt thêm một ít hành để một lát nữa mình bỏ vào bên trong với là sả nha cả nhà. Cắt một củ hành tây hình muối cau. Hành tây, hành tím với là một bó sả. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị xào cái vịt này với là một ít dầu nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên. Sau khi cái nồi nó nóng rồi thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Và 1 muỗng canh tỏi. Và 1 muỗng canh hành tím. Và 1 bó sả. Hành của mình nó thơm rồi thì mình cho vịt vào. Nè cả nhà thấy không? Cái đùi vịt này nó cũng đã săn lại. Thì mình cho nó thêm vài phút nữa đi cho nó săn đều hết. Sau khi đổ nước dừa vào thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình để khoảng tầm 10-15 phút cho thịt nó ngấm gia vị với nước dừa xong. Mình sẽ cho nước lọc vào. Rồi mình nấu thêm khoảng tầm 10-15 phút. Khi cái thịt nó chuẩn bị nó mềm thì mình sẽ cho khoai tây cà rốt vào và mình sẽ chế nước cốt dừa sau cùng nha cả nhà. Sau 15 phút thì cái vịt của mình nó đã ngấm vào nước dừa tươi rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước lọc vào mình nấu tiếp nha cả nhà. Ở đây thì My có 2 lít nước lọc My sẽ chế vào. Tùy theo nhà mình thích ăn đậm, đặc hay là mình thích ăn nó loãng thì mình sẽ canh cái lượng nước nha cả nhà. Sau khi mình cho cái nước vào rồi á thì mình sẽ cho luôn cái phần khoai với cà rốt này luôn nha cả nhà. Tại vì vịt của mình á thì mình đã xào rồi và mình đã để cho nó ngấm nước dừa rồi. Thì bây giờ nó cũng đã vừa chín tới. Thì mình cho luôn cái phần khoai vào để cho nó chín đều với là vịt nha cả nhà. Thì bây giờ mình sau khi mình cho khoai vào thì mình để ở đây. Mình nấu thêm khoảng 10-15 phút
Khi mà vịt với là khoai nó đã đủ độ mềm rồi thì mình sẽ cho hành tây với là nước cốt dừa vào rồi mình tắt bếp nha cả nhà. Sau khi cái nồi vịt và khoai của mình á nó đã được 15 phút rồi thì bây giờ mình sẽ thử cái thịt và cái khoai xem nó coi nó đủ cái độ mềm chưa nha cả nhà. Sau khi mình châm vào cái miếng vịt thì mình thấy nó đã đủ cái độ mềm rồi. Và cái khoai của mình cũng vậy luôn. Cái khoai nó cũng đã vừa đủ cái độ mềm mình muốn rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho một lon nước cốt dừa vào nha cả nhà. Cái lon này thì là 400 ml. Sau khi mình chế nước dừa vào thì mình sẽ cho cái phần hành hồi nãy mình cắt đó cả nhà. Mình cho cái phần hành tây vào và mình để khoảng tầm 5-10 phút. Rồi mình sẽ tắt bếp và mình múc ra dĩa nha cả nhà. Thơm nha cả nhà. Mình chỉ để nó sôi lên khoảng tầm 5 phút để cho nó ngấm cái nước cốt dừa vào khoai với thịt. Thì bây giờ mình sẽ thử lại cái nước thử coi nó vừa chưa. Tại vì hồi nãy mình có 4 muỗng base của cà ri đó thì nó đã có gia vị ở trong đó luôn rồi nên là bây giờ mình chỉ cần thử lại vừa ăn là mình nhắc xuống thôi nha cả nhà. Wow, rất là ngọt và thơm. Để tắt bếp. Mình sẽ cho một ít thịt và một ít khoai vào đây. Thì cái dĩa này mình để mình chấm với là bánh mì. Sau khi mình cho thịt với khoai vào thì mình sẽ cho vào đây một muỗng nước. Sau khi mình cho vịt vào dĩa rồi thì mình cho lên bên trên một ít rau quế với là ớt chẻ nha cả nhà. Và đây là cái dĩa cà ri vịt của mình. Thì ở đây mình sẽ dùng chung với là bánh mì. Thì cái dĩa này mình sẽ dùng chung với bánh mì nha cả nhà. Và muối ớt. Đây, mình có một chén muối ớt chanh. Thì một lát nữa mình sẽ dùng cùng với là muối ớt chanh chấm với bánh mì. Rồi bây giờ My sẽ làm thêm một tô nữa, đó là bún cà ri. Ở đây thì My có một vắt bún tươi My mới vừa trộn xong, My sẽ cho vào đây. Sau khi My cho một vắt bún tươi vào rồi thì My cũng cho vào đây một ít thịt với là khoai nha cả nhà. Mình sẽ cho vào đây một ít khoai với là vịt. Sau khi
mình cho vịt với là khoai tây vào, rồi thì mình sẽ cho lên đây một muỗng nước dùng, rau quế lên bên trên luôn nha cả nhà. Và đây là cái tô bún cà ri vịt của mình đã xong. Mình sẽ để ở đây một lát nữa mình sẽ ăn cùng với muối ớt nha cả nhà. Và bây giờ My đã múc xong một dĩa cà ri vịt để mình ăn cùng với bánh mì. Và ở đây My cũng múc thêm một tô bún cà ri. Và mình sẽ dùng chung với là muối ớt chanh nha cả nhà. Hôm nào cả nhà mình nấu thử món này đi, cũng rất là ngon và đơn giản. Bye cả nhà. See you next time.